Liên quan đến vụ bắt nhóm cướp ngân hàng Sacombank, ngày 27 tháng 10, Công an huyện Hóc Môn phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hồ Chí Minh làm rõ nhiều tình tiết cũng như thủ đoạn, phương thức gây án của nhóm này. Qua điều tra, Công an xác định ba nghi phạm là Nguyễn Ngọc Mỹ, sinh năm 1993, ngụ tỉnh Bình Dương, Lâm Phúc Lợi, sinh năm 2000, ngụ tỉnh Vĩnh Long và Nguyễn Thị Bích Tuyền, sinh năm 2001, ngụ tỉnh Bến Tre, quen biết nhau trên hội những người vỡ nợ. Sau đó, cả ba kết bạn bàn nhau và lên kế hoạch cướp ngân hàng, tiệm vàng để lấy tiền tiêu xài. Sau đó, Mỹ và Lợi lên mạng mua hai khẩu súng, một xe máy và sơn lại màu xe, còn Tuyền thuê ô tô để chở đồng phạm tẩu thoát. Nhóm nhắm đến ngân hàng ở tỉnh Bình Dương. Do nhóm thấy ngân hàng có đông bảo vệ và khu vực đông dân nên không ra tay, nhóm sang khu vực Hóc Môn và chọn chi nhánh Sacombank trên đường Nguyễn Văn Bứa, huyện Hóc Môn để cướp. Sáng ngày 24 tháng 10, Mỹ và Lợi chạy xe máy đến ngân hàng, sử dụng một khẩu súng tự chế và một khẩu súng nhựa, uy hiếp bảo vệ và nhân viên. Sau khi cướp 3,8 tỷ đồng, cả hai tẩu thoát được khoảng 2 km thì đốt xe để phi tang. Tiếp đó, cả hai lên ô tô của Tuyền chờ sẵn rồi cùng nhau bỏ trốn qua nhiều tỉnh thành. Được sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Công an và Công an các tỉnh thành xác định được 3 nghi phạm trong vòng 22 giờ. Đồng thời, Công an xác định nhóm này định xuất cảnh sang nước ngoài để lẩn trốn. Ngay sau đó, tổ công tác do Trung tá Nguyễn Thành Hưng chỉ đạo đã mật phục tại sân bay Tân Sơn Nhất, bắt giữ Mỹ khi người này đang xếp hàng làm thủ tục xuất cảnh. Tiếp đó, tổ công tác khác đã bắt giữ Lợi khi nghi phạm này đang ở khu vực cửa khẩu ở Long An để chuẩn bị xuất sang Campuchia. Riêng Tuyền bị bắt khi đang lẩn trốn tại nhà trọ ở quận Tân Phú,